Từ những thảo dược quý của rừng núi nguyên sinh hòa bình như sói rừng, tam thất bắc, xạ đen, trinh nữ hoàng cung. Trải qua hơn 20 năm nghiên cứu và phát triển để tìm ra công thức sao tẩm đặc biệt, chiết tách dưới dạng cao giúp giữ trọn dược tính của thảo dược quý. Qua 7 ngày đêm kỳ công đun lửa nhỏ đã cho ra đời sản phẩm Cao Vị Nhân, một sản phẩm dành cho những người mắc u xơ tử cung, u nang buồng trứng,